5 người chơi gọi điện thoại cho 5 người thân và nhờ họ gọi về tổng đài của chương trình. Chỉ có 3 người may mắn nhất sẽ được bước vào vòng tiếp theo. Nhận được cuộc gọi ở vị trí đầu tiên, loại. Ở vị trí cuối cùng, loại. Bắt đầu. Thưa quý vị, đây là vòng 3 của chương trình Thời Tới Rồi. Đây là một vòng rất là hấp dẫn, có tên gọi là cuộc gọi định mệnh. Mỗi nghệ sĩ của chúng ta sẽ kết nối với một người thân của mình và nhờ họ gọi lại đến với số hotline của chương trình. Thời gian dành cho trò chơi này là 3 phút. Người nào được gọi đầu tiên, loại. Và được gọi cuối cùng, loại. Sẵn sàng chưa ạ? Dạ, sẵn sàng. Tất cả thời gian chúng ta để dành cho trò chơi này là 15 phút. Ai được gọi đầu tiên, loại. Và ai được gọi cuối cùng, loại. Dạ. Rất căng thẳng, các bạn đang làm gì đấy? Em đang tìm người gọi anh ạ. Tìm bạn để gọi, tìm người thân. À, riêng tính, chúng tôi lưu ý là không được gọi cho vợ nha. Ngồi ở đây được gọi chơi em gì đang, nữa. Em đang tính hỏi. Ủa? Ai, không được, không được. Đừng có gian dối chương trình. Những người gian dối đã ngồi trên đây hết rồi. Ủa, alo à, tụi em có gian dối gì đâu. Nè. Tụi em có lòng tin đặt không vậy. Đúng chỗ thôi. Bây giờ ai sẽ là người gọi cho người thân đầu tiên ạ? Em chú gọi đi. Em gọi cho mẹ em. Gọi nhờ chứ, gọi nhờ mẹ hả? Gọi chị Dạ. Chị Dạ. Không được. Không được, không được. Tính gọi cho ai ạ? À? Dạ em tính gọi cho em ở chung tên là Phi Nguyễn, diễn viên luôn. Diễn viên, rồi mời gọi. Dạ em gọi ha. Alo Phi hả? Đang làm gì ạ? Dạ đang chạy đi thử lầu để mai mốt quảng cáo á. Đang đứng ngoài đường hả? Nhạ. Không, vừa tới luôn, vừa tới công ty. Đấy chưa? Mình sắp xếp thời gian giúp anh chút xíu. Anh về nè, anh đang quay game show tên là Thời Tới Rồi. Thì có một cái phần gọi là cuộc gọi cho người nhà gọi đến cho mình. Đương nhiên em sẽ đừng gọi quá sớm. Ví dụ trong 15 phút thì anh nghĩ nó cũng phải nằm ở phút thứ 10 trở đi rồi đó. Em hiểu không? Gọi đầu là sẽ bị loại và gọi cuối cũng bị loại luôn. Cho nên cái này là sẽ là một phần cũng hên xui may rủi. Khi mà game bắt đầu anh sẽ nhắn tin cho em là bắt đầu. Thì em sẽ canh từ lúc đó tới 15 phút sau, hiểu chưa? Dạ, ok, em hiểu rồi. Ổn rồi phải không? Ổn rồi phải không? Nhớ là không có đi toilet để đi vệ sinh. Không có đi toilet, vệ sinh rồi nha. Mọi thứ là gác lại hết nha. Rồi chờ anh nhắn tin nha. Ok, cảm ơn. Rồi, ai gọi thì gọi đi ạ. Em gọi anh Đạt Ca. Nghe em. Alo. 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 Đạt hả? Đạt hả? Nghe nè. Đang ngủ á. Mới mở mắt. Giờ vậy nè, giờ anh đang tham gia chương trình Thời Tới Rồi. Thì bây giờ giống như bây giờ ok, tí nữa em ngủ tiếp đi. Em ngủ tiếp. Xong rồi em tưởng tượng là anh đang ở trên chương trình mà em canh cái khoảng thời gian em gọi sẽ ở đây có 5 người. Thì em gọi xem gọi giữa chứ em đừng gọi đầu tiên, em gọi cuối cùng. Trong vòng 15 phút có gì chừng nào mà bắt đầu là anh sẽ nhắn cho em cái tin nhắn là lúc đó bắt đầu tính 15 phút thì em cứ nhắm mắt em ngủ, em tưởng tượng khi nào em cảm thấy ok cái em gọi anh. Để anh gắn cái số qua chưa? Em gọi cho anh Phát La. À Phát La hả? Dạ. Anh Phát La chơi thân với em ở ngoài. Chơi thân lắm hả? Dạ. Hai đứa có liên quan gì không? Dạ anh em ở gần nhà. Alo. Alo. Ủa anh đang làm cái gì vậy? Anh có đang làm gì đâu. Anh có nhớ em không? Nhớ, sao đó. Biết rồi nè. Ủa, không có gặp mà sao nhớ trời. Tại sao? Anh có luôn số em mà, nhắc tên em mà. À, nhớ tên em. Em đang tham gia chương trình Thời Tới Rồi. Hình như anh có tham gia rồi đúng không? Nữa hả? Dạ, ở đây đang có 5 người chơi mà bây giờ em gọi cho anh để xíu nữa, lát nữa khi mà em tắt máy á, em gửi một cái tin nhắn cho anh á, em nói là bắt đầu thì khoảng 15 phút, trong vòng khoảng 15 phút á, anh sẽ phải gọi cho em, cái này anh biết rồi đúng không? Không được gọi đầu cũng không được gọi cuối nha. Cái trò này là bữa anh chơi lần rồi, yên tâm. À, tại dạ. Vụ này là anh tao dở luôn. Rồi, ok. Dạ, ok, cảm ơn anh. Dạ, rồi. Khả Ngân gọi cho ai ạ? Quốc Anh ạ. Alo bé ơi. Là bây giờ hiện tại chị đang chơi cùng với lại 5 anh chị. Đó. Thì bây giờ sẽ ngồi đợi xem trong vòng 15 phút
ai bị gọi đầu tiên và ai bị gọi cuối cùng là sẽ bị loại. Chỉ có những người ở giữa thì sẽ không bị loại. Thì bây giờ chỉ còn đội hình chỉ còn 5 người thôi. Đó, cho nên là em phải canh thời gian như thế nào. Khi mà bắt đầu chị nó bắt đầu, em phải tầm như thế nào. Đó, em gọi, đừng có gọi đầu và gọi cuối là được. Ok, trong vòng 15 phút sau khi mà kết thúc cuộc gọi này đúng không? Sau khi, đúng rồi. Rồi, đúng không chú? Đúng sau rồi khi, sau khi con nhắn là trò chơi bắt đầu. À, sau khi tí nữa chị sẽ nhắn trò chơi bắt đầu một cái. Rồi em tính. À, ok. Ok, hiểu chưa? Okay, đó, okay, sao okay, bây giờ để chị đọc số lại cho em nha. Dạ, dạ. 0938465. 0938465. Nhớ canh nha bé nha. Rất nhiều. Với lần gọi cuối cùng, gọi cho ai ạ? Dạ, em gọi cho Mậu Đạt ạ. Rồi, xin mời. Alo. Alo, em đang tham gia một cái game show á. Bây giờ gửi cho người thân của mình và người thân mình gọi lại số tổng đài. Thì ở đây có 5 người. Thí dụ mà chị gọi vô người đầu tiên mà gọi lại với lại người cuối cùng mà gọi lại á chị, là em sẽ bị loại. Cho nên là chị canh thời gian trong vòng 15 phút mà chị gọi sao vô chính giữa cho em nha. Khi mà em nhắn tin á, em sẽ báo chữ bắt đầu thì chị canh là bắt đầu là tính giờ nha chị. Rồi, ok. Dạ. Đơn giản. Em cảm ơn chị Vân nhiều nha. Chúng ta sẽ soạn tin nhắn nội dung như sau. Trò chơi bắt đầu. 3 2 1 gửi. Thời gian bắt đầu chạy. Tổng đài đã mở. 15 phút hồi hộp và chờ đợi bắt đầu. Để xem thời của ai sẽ tới. Nhận được cuộc gọi đầu tiên, loại. Nhận được cuộc gọi cuối cùng, loại. Bắt đầu. Từ đầu tiên cho một cái game show mà nó hồi hộp vậy luôn. Đó, ai mà sớm bưng. Đó, ai mà sớm dữ vậy. Ai mà gọi sớm dữ vậy. Ai mà gọi sớm dữ vậy, trời ơi. Anh Đạt của chị Dạ chốt mai hết. Có nào hiểu nhầm không ta? Hiểu nhầm là tôi gửi bắt đầu xong rồi liền. Nè mà quốc anh ta. Mà gọi nữa là chị xỉu quá anh ơi. Ủa, nó có tín hiệu. À, cái cúp máy rồi mình chưa kịp nghe. Thử máy thôi. À, thưa quý vị là chúng. À, thưa quý vị là chúng. Ủa là sao? Bắt ăn quá, ai giúp ăn quá. Hello. Ủa là sao ta? Rảnh quá ha, làm đi dạ ha. Chị kỳ quá dạ ơi. Đi lo đó ta ơi. Em đang lo. Dĩ nhiên là trong khoảng thời gian đầu từ 5 tới 7 phút thì sẽ không ai gọi đâu, bởi vì ai cũng nghĩ là rất là sớm. Nhưng mà nó vấn đề nằm ở chỗ là càng sau những cái phút đó là gọi liên tục thì không gọi được vì nó bị kẹt. Có bao giờ các bạn tham gia một chương trình hoặc là ở trong cuộc sống các bạn mà phải chờ đợi một cuộc thoại mà nó xót xa như thế này không? Dạ có. Trong trường hợp nào? Dạ lúc chia tay. Là chờ người ta gọi hả? Dạ đúng rồi. Tức là mình thì không muốn gọi, không dám gọi nhưng chờ người ta gọi để người ta nói là anh xin lỗi mình quay lại. Dạ đúng nhưng mà không có cuộc gọi nào tới luôn anh. Không có cuộc gọi nào tới luôn. Dạ cô đơn đến giờ luôn. Dạ. Cảm ơn cô bé. Chị Dung Minh luôn. Chị đang lo lắng lắm hả chị? Alo. À. Chết rồi. Trường Giang đây. Cười rồi chị. Chào bạn khỏe không? À. Tôi là Trường Giang. Vâng. Và bạn vừa kết thúc một định mệnh. Sợ quá. Bạn xin thông báo. Nói chơi vậy thôi, bạn bình tĩnh. Bạn đang đem lại nhiều may mắn cho người thân ở đây lắm. Chúng ta có gặp nhau chưa nhỉ? À, có từng gặp hả? À, trên TV. À. Rồi, ăn cơm chưa? Chết rồi, lo lắng quá. À, đang bún đậu à? Ăn bà ăn bún đậu mắm tôm. Bây giờ chúng tôi sẽ mở loa lên và bạn bắt đầu giới thiệu bạn là ai thì bạn khai rõ tên, ví dụ như là Nguyễn Văn A đây ạ. Là được bạn nhé. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện. Thương lắm nha. Đợi tí. Xin chào bạn là ai?
Dạ, em tên là Trần Quốc Anh. Em tên là Trần Quốc Anh. Quốc Anh, Quốc Anh đóng cả quần đó. Tại sao vậy em ơi? Lại gọi sớm như vậy ạ? À? Tại sao lại gọi sớm vậy? Dạ em nghĩ là mọi người sẽ gọi sớm hơn. Em nghĩ mọi người sẽ gọi sớm hơn. Em đã giết chị rồi quá. Em là người gọi đầu tiên. Thì nói chuyện nhiều nha. Không sao. Không có gì đâu, cuộc sống mà. Đôi khi nó xảy ra. Chúng ta phải chấp nhận. Cảm ơn em một lần nữa nha. Chúc em gia đình hạnh phúc nha. Dạ vâng ạ. Anh kia anh cảm ơn anh. Xin chào, bye bye. Dạ. Rồi xong. Thằng bé nó xốn xao, nó nôn nào. Có gọi luôn rồi hả anh? Anh dập rồi. Ủa không phải, để vô là nó sẽ lên. Đó. Đó. An toàn. Vậy là sống rồi phải không? Đúng rồi. Ai ở đây là sống không? Sống rồi. Trời ơi, gọi sau cuộc gọi hai nữa hả? Hai người. Trường Giang đây. Kêu tên càng sớm là càng sống. Ai đấy? Dạ kiếm em hả anh Giang? Không nhậu được, đang làm. Trời, nhậu rồi. À, bên đoàn lô tô hả? Chưa bên đoàn lô tô. Lô tô hả? Đoàn lô tô bên kia. À, đang đi giao quần áo hả? Phi Nguyễn. Mình tham gia chương trình này rồi mà. À, không, tham gia rồi, phát la. Rồi, bây giờ vậy nè, bây giờ Trường Giang sẽ mở loa. Bạn like thì bạn sẽ giới thiệu bạn tên là gì, được không ạ? Đợi chút nha. Xin chào bạn là ai? Dạ, xin tự giới thiệu với tất cả mọi người. Mình là Đạt Ca. Là Đạt Ca. Đạt Ca. Xuất sắc. Hãy tâm Đạt Ca. Anh tôi đâu? Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ngủ hay lắm em à. Ngủ hay lắm. Mà sao gọi, mình là gọi người. Mình là người gọi thứ hai là mang lại chiến thắng cho Juno, biết không? Con đang ngủ ở trong giấc mơ, con thấy anh Juno tiến tới kêu gọi anh đi và con rất dễ gọi luôn. Trong giấc mơ con thấy Juno tỉnh táo, cũng tỉnh táo. Quá tuyệt vời. Cảm ơn con nha, chúc con ngày càng thành công nha. Dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn con. Rồi hay quá. Con băng. Nói chung á là chúng ta đã có một người bị loại, đầu tiên đó là Khả Ngân. Wow. Đúng là giờ này mọi người gọi nhiều thật. Bão tố tới rồi. Lúc này em cần anh hết ta ơi. Alo. Trường Giang đây. Trường Giang đây. Ồ vậy hả? Ừ khỏe không? Ừ. Ăn uống sao? Nói chung là bạn vừa gọi cho người thân của bạn và rất chính xác, đây là khúc giữa và người thân của bạn an toàn. Yeah. Chúng ta bắt đầu tâm sự một chút được không? Bạn là ai? Bạn tên là gì? Dạ. Bạn tên là gì? Phi Nguyễn. Dạ em tên là Phi Nguyễn. Hay quá. Nói chuyện. Em vừa làm một cái điều rất là đúng đắn. Em đã có được một cái thần giao cách cảm với anh quá hay. Em gọi thứ ba là... Mém chết nha Phi. Vậy là em cảm giác em đúng không? Đúng rồi, cảm giác em đúng, đúng, hay quá Phi ơi. Dạ, dạ, dạ. Làm sao anh còn hai người, họ đang hấp hối. Đau quá. Rồi, cảm ơn Phi nha, hẹn gặp lại nha. Dạ. Dạ, cảm ơn Giang, chúc mọi người sức khỏe ạ. Ok. Dạ, dạ, đúng rồi. Để không khí thêm hồi hộp, chúng ta rút dây chút xíu. Tại vì bây giờ sao? Bây giờ chỉ còn có hai vị trí thôi. Một ai, là ai sẽ là hoa hậu đây? Phải phó tay cho cái cậu bắt tay đó. Đó. Bây giờ phát la hay là Mậu Đạt gọi thì chúng ta sẽ là người chiến thắng, bước vào vòng trong. Quan trọng là ai gọi trước. Dạ. Người nào gọi trước thì người kia đương nhiên là biết số phận rồi. Thì cái điện thoại được cái là nó rèn liên tục. Ủa? Em đang định nói anh nút ngược rồi. À, mới nút trong đây hả? Dạ, mới nút ở dưới kia kìa. Không, bây giờ anh có quyền không nghe anh dập mà. À, còn nghe chứ, nghe chứ, còn bằng chứ. Ok. Anh bấm nút nghe luôn á, anh bấm nút nghe. Đúng rồi, là nó nghe, đúng rồi.
Alo. Nó. Em là ai? Chết rồi. Trường Giang đây, Trường Giang đây. À. Chắc là rồi đó. Rồi, bây giờ hiện tại xin thông báo luôn, chúng tôi còn hai vị trí. Người được gọi ngay lúc này sẽ là người còn ở lại với chương trình, còn người bên cạnh chắc chắn là bị loại. Thì bạn là người vừa gọi vị trí kế cuối cùng, có nghĩa là bạn đang cứu người thân của bạn. Một pha khủng khiếp lắm. Bây giờ Trường Giang sẽ mở cái loa lên và bạn hãy giới thiệu bạn tên là gì được không? Alo. Ok, đồng ý. Chuẩn bị. Đã có hai người chơi an toàn, chỉ còn một vị trí. Ai sẽ an toàn, ai sẽ bị loại, chúng ta hãy cùng Alo. Theo dõi. Alo. Nó. Xin chào, bạn là ai? Xin chào tất cả các bạn, mình là Bác La. Bác La. Wow. Yeah. Bị cho em hại rồi. Trời ơi, đúng là anh của tôi. Châu lậu hại rồi. Đúng là anh là một người có kinh nghiệm. Cảm ơn anh nha. Em yêu anh. Em cảm ơn anh nha.